Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Vẫn là mình Thu Anh, Tarot Reader tại Magic Shop, cửa tiệm chữa lành tâm hồn. Mình ở đây để trải những trải bài chung và cùng bạn trò chuyện về tâm linh, vũ trụ, bản đồ sao và tâm lý học. Các bạn có thể đặt lịch xem trải bài, đặt lịch xem lá số chiêm tinh và fanpage chiêm tinh cổ học hoặc là tự học tarot cùng Thu Anh. Mình đã ngưng hoàn toàn dịch vụ xem bài tarot. Mình không chắc là mình có mở lại trong tương lai hay không. Tại thời điểm hiện tại thì chưa có dự định gì. Đấy. Và bạn nào muốn mua những hũ đá thạch anh, vật phẩm phong thủy thì có thể tìm đến mình qua tiệm phong thủy của Thu Anh. Tất tần tật link mình để phía dưới phần mô tả. Và mình cũng nói trước luôn là bởi vì cổ học của mình đang không được tốt. Đấy, thế nên là mình không nói to được và mình không nói nhanh được. Bởi nếu mình nói to nói nhanh thì mình sợ là mình sẽ không quay được hết bà tụ mất. Ok. Nên mình cũng sẽ hạn chế xàm xí nhảm nhí trong video này. Và hay ho một chỗ là video ngày hôm nay nói về vì sao họ im lặng. Đấy, mình cũng muốn im lặng lắm vì cổ họng khó chịu. Rồi, để chọn tụ thì mình sử dụng 3 hũ đá đều có liên quan đến luân xa cổ họng, giúp cho bạn nào mà không dám nói thẳng nói thật, không dám từ chối, không dám mạnh dạn khi giao tiếp thì có thể dùng những loại đá này. Tụ 1 là đá Sodalite, tụ 2 là Chalcedony và tụ 3 là Ngọc Lam. Đây, bởi vì công dụng của nó như nhau nên mình cho các bạn chọn bằng màu sắc hoặc là trực giác nha. Đấy, chọn xem hũ nào các bạn thích nhất, màu đẹp nhất. Thì về cái tụ bài, cái trải bài này á, vì sao họ im lặng, họ ở đây có thể là bất cứ ai, bạn bè, đồng nghiệp, người yêu. Và có thể là bạn đã chủ động liên lạc rồi nhưng họ vẫn xin không rep. Họ bơ bạn hoặc là bạn đang chờ một cái lời chủ động đến từ họ. Họ xem tất cả story của bạn, thả tim tất cả ảnh nhưng không chủ động nhắn tin trước. Đấy, thì cái trải bài này là sẽ cho bạn biết là vì sao họ im lặng này, lý do, và có thể là tùy vào trải bài, nếu mà thông điệp hiện lên thì mình sẽ nói là hành động tiếp theo của họ. Và mình sử dụng 2 bộ bài tarot hàng ngày và bộ Lenormand xanh lá. Ok, sau khi các bạn chọn tụ xong mình vào tụ 1 luôn nhé. Hello tụ 1, các bạn là những người chọn hũ Sodalite, mình để đồ vật chọn tụ các bạn ở đây. Với trải bài này đầu tiên sẽ rút cho các bạn bài tarot trước. Vì sao họ vẫn im lặng? Hãy nghĩ đến cái người mà bạn đang im lặng với bạn. Chúng ta có cậu bé Su, Page of Pentacles, 9 điểm, The Empress, và mình rút 4 lá thôi, 10 xu. Hiểu, khá là hiểu. Và bây giờ mình sẽ rút luôn bài Lenormand rồi mình sẽ nói thông điệp một thể. Mặt trăng, Thánh giá, mỏ neo và bukit, lãng hoa. Về 8 lá này đầu tiên nhá, thì mình thấy nhá, lý do vì sao mà họ chưa liên lạc được với bạn ấy không xuất phát từ bạn mà xuất phát từ họ. Với những lá như là cậu bé Su, 10 xu, rồi The Empress, cho mình thấy một cái năng lượng nó liên quan, nó cái từ khóa hiện lên là họ đang mất ăn mất ngủ. 9 kiếm về cái khía cạnh vật chất, về khía cạnh vật chất. Vật chất ở đây không nhất thiết là tiền, nhưng mà nó là cái kiểu tiền bạc công danh, rồi những cái vấn đề khác, có thể chuyện gia đình, chuyện em trai em gái của họ, chuyện chị gái, chuyện anh trai của họ, chuyện người trong nhà, rồi công việc không được như ý muốn, tiền bạc không như ý muốn, học tập không như ý muốn, hoặc là bản thân cơ thể có bệnh tật gì đó cần phải đi chữa. Nói chung là sẽ có một cái vấn đề nào đấy nghiêm trọng hơn
cái mối quan hệ với bạn đang xảy ra trong cuộc sống của họ, và họ phải dành nhiều thời gian công sức cho cái vấn đề đấy, nghĩ ngợi tìm cách giải quyết, nên thời điểm hiện tại họ tạm thời chưa liên lạc với bạn, còn im lặng với bạn. Ok, thì với cái những cái lá Lenormand á, thì mình thấy là đây là cái vấn đề của họ, họ cần phải tự giải quyết. Và mình thấy là cái này khi mà ra hai cái lá đầu mặt trăng với cross thì mình tự nhiên mình nghĩ đến cái này là một phần nghiệp họ phải trả thôi, cũng không phải lỗi của họ và cũng không phải lỗi của bạn. Nên nếu mà giả sử bạn nào nghe đến đây tự dưng có một cái ý nghĩa là liệu mình có giúp được anh ấy không, liệu mình có giúp được cô ấy không, thì no, cái này họ sẽ tự giải quyết, họ sẽ tự giải quyết. Và kể cả khi bạn tìm cách liên lạc trước và bạn bảo dạo này có chuyện gì kể cho tao nghe, họ cũng không có mở lòng ra để kể đâu. Có thể là do tính cách hoặc là do họ quá bận rộn và họ nghĩ rằng là việc của tôi tự giải quyết được, của tôi có nói cho anh cho cô biết thì cũng chẳng làm được cái tích sự gì. Cái việc của họ nhá sẽ giải quyết được, nhưng mà với ba cái lá này mình thấy là cần thời gian, và cái vấn đề của họ sẽ được giải quyết theo kiểu từ từ, từng bước một, chứ không phải là tách một phát giải quyết xong. Tuy nhiên kết quả cuối cùng là tốt, tức là chuyện của họ rồi sẽ được giải quyết ổn thỏa, và đến lúc đấy có thể họ sẽ liên lạc lại với bạn, họ sẽ hết im lặng với bạn. Nhưng mà đến lúc đấy bạn còn yêu quý họ hay không thì mình không biết. Chỉ biết là chuyện của họ rồi sẽ được giải quyết xong xuôi, và có thể đến lúc đó bạn sẽ nhận được tin tức vui từ họ. Ok, thế thôi, trả lời đơn giản vậy thôi. Tóm lại bây giờ làm gì? Chờ, cứ quan sát họ từ xa, không cần tìm cách giúp đỡ, nếu họ cần nhờ họ sẽ nói, không thì thôi. Đấy, ok. Có thể sau này, bởi vì có một số người như thế á, khi mà họ bản thân họ đang gặp chuyện, họ sẽ không thích đi kể lể và họ sẽ tự mình giải quyết. Thì khi mà giải quyết xong xuôi rồi thì họ mới bắt đầu đi kể lại cho những người thân xung quanh. Nhưng mà tại cái thời điểm cái việc đó đang xảy ra thì gần như không ai biết được họ đang trải qua chuyện gì. Không phải là họ không muốn kể, hay là không phải là họ nghĩ là thấy làm phiền người khác, mà họ chỉ đơn giản nghĩ là có một số thứ tự mình giải quyết nó sẽ nhanh hơn. Ok, rồi thì đấy là trải bài của các bạn tụ một. Thông điệp cũng đã nói xong rồi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và lắng nghe. Chúc các bạn buổi tối vui vẻ, và đừng quên ủng hộ kênh Tự Học Tarot cùng Thu Anh nhé. Bye. Hello tụ hai, các bạn là những người chọn Huda Chan Sedoni và mình sẽ để đồ vật chọn tụ các bạn ở đây. Với trải bài này đầu tiên sẽ rút cho các bạn 4 lá bài Tarot trước. Vì sao họ im lặng và hành động tiếp theo của họ, hay là bạn cần làm gì trong cái tình huống này. Hiệp sĩ Ly, Tử thần, Lover, và ngôi sao hy vọng. Cái mối quan hệ này hai người là tình yêu chăng? Nếu không phải tình yêu thì cũng là một mối quan hệ có gắn kết về mặt cảm xúc. Tình bạn thì cũng là tình bạn thân thiết, đồng nghiệp thân thiết, có sự thân thiết, có cảm xúc ở đây. Tiểu thư. Albatross là con gì ta? Chim gì á? Quên tên này. Sách. và quan tài. Với cái trải bài này thì đầu tiên á là giữa hai người mình thấy có sự gắn kết về cảm xúc, vì mình thấy có lá hiệp sĩ Ly, Lover và ngôi sao hy vọng. Mình thấy đây là có cái sự kỳ vọng, hy vọng vào mối quan hệ này, nên mình cảm thấy nó liên quan nhiều đến tình yêu. Tuy nhiên với cái lá tử thần ở đây á thì mình thấy đấy là
Mình muốn chia buồn với các bạn tụ hai vì mình không nghĩ là họ sẽ liên lạc lại với bạn đâu. Một phần là cái tình cảm, cái sự kết nối về mặt tình cảm cảm xúc với bạn chấm dứt rồi. Họ không còn thương bạn nữa, họ không còn yêu bạn nữa, họ không quý bạn nữa. Mình không biết là đã xảy ra chuyện gì, bạn đã làm gì, họ đã làm gì, nhưng gần như là họ muốn chấm dứt cái mối quan hệ, cái sự kết nối cảm xúc với bạn rồi. Chứ không phải là chấm dứt mối quan hệ nhé, chấm dứt cái sự kết nối cảm xúc với bạn rồi. Tức là nếu mà bạn và họ có việc gặp nhau phải liên lạc thì họ sẽ vẫn liên lạc với bạn. Nhưng lý do vì sao tại thời điểm hiện tại họ im lặng là bởi vì họ không có coi trọng cái khía cạnh kết nối tinh thần, kết nối cảm xúc với bạn nữa. Đấy, thế thì sang đến cái bốn cái lá bốn cái lá Lenormand thì vẫn tiếp tục xuất hiện những cái lá bài nói về cái sự ngừng ngừng lại cái mối quan hệ này, cái kết nối này. Và mình thấy cái lá này giống như là bạn á, bây giờ chỉ còn đơn độc mình bạn ngóng chờ chờ kỳ vọng cái mối quan hệ này thôi. Tuy nhiên khi mà ra lá sách nữa thì cái mối quan hệ này hay cái sự dừng lại của mối quan hệ này nó là một cái bài học dành cho bạn. Đấy, có thể bài học để bạn biết được là lần sau cần phải trân trọng người mà bạn yêu quý hơn. Bạn không nên cư xử như thế, không nên nói thế, không nên làm những thứ như thế. Thì đây giống như lời khuyên nhắn nhủ từ vũ trụ là mối quan hệ này sẽ không cứu vãn được nữa. Đừng cố kỳ vọng, đừng cố cứu vãn. Hãy cải thiện bản thân để duy trì cái mối quan hệ sau này của bạn. Đấy. Ừ thì mình đã dành nhiều thời gian, công sức, tâm huyết, năng lượng đầu tư cho mối quan hệ này thì mình mong nó sẽ có thành quả. Khi mà không có thành quả thì ta đau khổ, cảm giác như ta chết đi vậy. Thì đó là lý do vì sao mà trong tình yêu khi thất tình ta lại đau khổ như thế, bởi vì ta đã đầu tư quá nhiều năng lượng của ta vào. Nhưng mà đây là một cái bài học dành cho bạn, đấy là có thể trong cái mối quan hệ này bạn đã có những hành động không đúng, hành động không phải, hoặc đơn giản là do cái cách bạn chọn người. Bạn chọn người không hợp với mình, bạn chọn sai người. Sẽ có một cái bài học nào đấy mà bạn cần tự rút ra trong cái mối quan hệ này. Và trải bài này sẽ không tập trung vào cái bài học đấy. Trải bài này chỉ nói là lý do vì sao họ im lặng và hành động tiếp theo. Thì họ im lặng bởi vì họ không có muốn kết nối cảm xúc với bạn nữa. Nói thẳng ra họ chán ghét bạn rồi. Ok, đấy là mình vòng vo suốt, mình không muốn dùng cái từ đấy. Đấy, họ chán ghét bạn rồi, họ ngấy bạn rồi, họ muốn ngừng cái tình cảm, cái kết nối này rồi. Và hành động tiếp theo là họ sẽ tiếp tục im lặng. Ok. Rồi, thì đấy là trả lời các bạn tụ hai. Tuy có hơi phũ, có hơi vả vào các bạn mặt các bạn một cái, nhưng đây là bài học để các bạn học. Và mỗi bạn sẽ có một bài học khác nhau, tự rút ra được một điều khác nhau, lý do vì sao mối quan hệ này thất bại. Với một số người là do cái hành động, thái độ, lời nói. Với một số người là do cách phản ứng. Với một số người là ngay từ đầu chọn người sai. Mình kết. Rồi, mình sẽ dừng cái bài giảng. Anh à, nhầm bài giảng thông điệp ngày hôm nay tại đây. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và lắng nghe. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ. Và đừng quên ủng hộ kênh Tự Học Tarot cùng Thu Anh. Bye. Hello các bạn tụ ba, cũng là tụ cuối cùng của ngày hôm nay. Các bạn là những người chọn hũ đá ngọc lam, lam ngọc gì đó. Mình sẽ để đồ vật các bạn, đồ vật chọn tụ ở đây. Vì sao họ im lặng với bạn? Đầu tiên là bốn lá tarot trước. Vì sao họ im lặng với bạn? Hai xu. Sáu kiếm. 10 gậy. Và nữ hoàng ly. Ok. Bốn lá Lenormand. Rắn. Hoa lily, quý ông và tòa tháp.
Cái người này họ rất muốn liên lạc với bạn, rất muốn nói chuyện, rất muốn mở lòng, mở lời với bạn, và họ đang cân nhắc. Họ đang không phải cân nhắc mà giống như họ đang tương đối đau đầu suy nghĩ là có nên nhắn tin trước hay không, có nên mở mồm trước hay không. Bởi vì mình thấy cái cảm xúc, tình cảm họ dành cho bạn là họ yêu quý, quý mến bạn nha, họ yêu quý, quý mến bạn. Nhưng tuy nhiên á, mình thấy giữa hai bạn có thể trong quá khứ đã có nhiều hiểu lầm, hay là có nhiều cái vấn đề gì đấy khá là to lớn, to lớn có những cái xung đột tương đối lớn, mâu thuẫn tương đối lớn. Cái chuyện đó nhá, có thể với bạn là nhỏ nhưng với họ là lớn nhá, bạn phải hiểu. Thế nên là họ đang nghĩ, dùng rằng nghĩ ngợi tương đối nhiều về cái việc này. Nếu mà mình nhắn tin cho người này trước thì sao, liệu người này có coi thường mình không, họ nghĩ gì về mình nhỉ. Và cái nghĩ của họ hơi bị nghĩ quẩn, nghĩ ngợi linh tinh. Và chưa hết, khi mà xuống dưới bài Lenormand thì mình còn thấy là có một cái thế lực thứ ba, một cái người nào đó đang còn tìm cách chia rẽ bạn với cái người này. Có thể cái người này không nhất thiết là cố tình nhá, mình bạn hiểu thế này này, có thể là cái người mà bạn đang nghĩ tới á, họ muốn liên lạc lại xong rồi họ không biết phải làm sao, họ đi tâm sự với một người khác và cái người khác đấy nghe câu chuyện xong mà thôi thôi tao là mày, tao sẽ không bao giờ liên lạc lại với cái đứa đấy nữa đâu. Nó là như thế. Với cái trả lời này mình cảm thấy hai bạn đều là trẻ con, hoặc cái người mà bạn đang nghĩ tới khá là trẻ con. Bởi mình thấy ở đây chuyện nó thế nào nhỉ? Cái vấn đề của hai bạn, nếu có thể dẹp được cái tôi xuống, nếu cả hai có thể dẹp được cái tôi xuống, cái ego, cái bản ngã qua một bên, thì nói chuyện lại rất là bình thường, không có vấn đề gì cả. Cả hai đều muốn liên lạc với nhau, họ muốn liên lạc với bạn và họ bạn cũng muốn liên lạc với họ, thế nên bạn mới nghe trả bài này chứ. Đấy. Nhưng mà vì cái tôi, cái trẻ con đó mà ngắt liên lạc một thời gian, thì mình thấy với cái xu hướng của trả bài này thì hai người sẽ liên lạc lại thôi. Thế, hai người sẽ liên lạc lại. Trong ba tụ bài thì tụ ba là cái tụ mà cái vấn đề của hai bạn có thể nói là nó nhẹ hiểu nhất. Nó không có gì quá nghiêm trọng. Và hoàn toàn có thể sau này khi mà bạn trưởng thành hơn, mình đang nói về trưởng thành về độ tuổi chứ không nói là trưởng thành về tư duy nhận thức chứ không phải trưởng thành về độ tuổi. Có thể sau này khi mà bạn trưởng thành hơn về tư duy nhận thức, bạn nhìn nhận lại cái chuyện này, bạn thấy ui, cái này có gì đâu, muốn gặp nhau thì liên lạc với nhau là được, đây cũng chỉ là giận hờn vu vơ, cãi nhau vớ vẩn thôi mà, cạch mặt vớ vẩn thôi mà, chứ lý do thì nó rất là trời ơi đất hỡi. Đấy. Thế thôi. Cái trả bài này mang lại cho mình cái cảm giác của hai đứa trẻ con giận nhau. Mình không quan tâm bạn bao tuổi, nên mình lại thấy cái năng lượng này, năng lượng của hai đứa trẻ con giận nhau. Rồi thì đấy là trả bài các bạn tụ ba, thông điệp cũng đã nói xong rồi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và lắng nghe. Chúc các bạn buổi tối vui vẻ và đừng quên ủng hộ kênh Tự Học Tarot cùng Thu Anh. Bye bye.